Chuyện thứ 34. Giữ lấy nghề mình. Nước Trịnh. Có người học nghề làm dù che mưa, 3 năm mới thành nghề. Trời đại hạn, không ai dùng đến dù. Anh ta bèn bỏ nghề làm dù, đi học nghề làm gầu tát nước. Lại học 3 năm mới thành nghề làm gầu, thì trời mưa luôn, không ai dùng đến gầu. Bây giờ anh ta lại quay về nghề làm dù như trước. Không bao lâu, trong nước có giặc, dân gian nhiều người phải đi lính, mặc đồ nhung phục, không ai cần đến dù. Anh ta xoay ra nghề đúc binh khí thì đã già quách rồi. Úc Ly Tử thấy anh ta thương tình, nói rằng: Than ôi, ngươi chẳng đã già đời mất rồi ư? Già hay trẻ không phải là tự người, là tự trời. Điều ấy đã cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại, dù lỡ thời không gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời. Tất có mình ở trong. Ngày xưa nước Việt có một người làm ruộng, cấy lúa chim 3 năm đều hại vì lục cả. Có người bảo anh ta nên tháo nước mà cấy mùa, anh ta không nghe, cứ cấy chim như trước. Năm ấy nắng to mà nắng luôn 3 năm, vụ chim nào cũng được. Thành ra anh ta kéo lại hòa cả mấy năm mất mùa trước. Cho nên có câu rằng: thời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền. Trời đại hạn nghĩ đến sắm thuyền, trời nóng nực nghĩ đến sắm áo bông. Đó là một câu thiên hạ nói rất phải. Lời bàn. Người ta làm nghề gì, ai chẳng muốn cho nghề ấy được phát đạt, thịnh vượng. Xong gặp thời thì hay, lỡ thời hóa dở. Như thế thì cái thời cũng là quan hệ với nghề của mình lắm. Khốn cái thời là tự ở đâu đâu, chớ không tự mình gây lái được, gây lấy được. Cho nên có lắm người làm nghề không thành nghề, thường nói rằng: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nghĩa là người chỉ mưu tính công việc, còn công việc nên hay không nên là do tại trời. Xong người có gan, dù cho lỡ thời cũng cứ vững dạ mà giữ lấy nghề. Vì nghề chắc đã thành thì tất cũng có chốn dụng, chẳng chống thì chạy, chẳng nhiều thì ít. Chớ cứ nay làm nghề này, mai xoay nghề khác, như hòn đá lăn mãi không bao giờ mọc rêu, thì chỉ nhọc xác già người mà vẫn không ăn thua gì cả. Ở đây mình nói thêm là Trịnh là tên nước Chư Hầu thời Xuân Thu, tức huyện Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc bây giờ. Nhung phục là y phục của nhà binh. Còn cái câu đại nạn sắm thuyền á, tức là ý nói người ta cứ phòng xa là hơn. Ở đời thường có cái sức đang đi thế này, tất có lúc đi ngược hẳn lại. Như nắng lâu quá thì tất có lúc mưa lụt, nóng nực quá thì tất có lúc giá rét. Nên người khôn lúc nắng lâu thì nghĩ sắm thuyền trước để đề phòng khi ngập lụt, lúc nóng nực thì nghĩ sắm áo bông trước để đề phòng khi giá rét.